Hello các bạn nha. Con W toy của mình là 284-284-131. Nó đã về rồi các bạn nha. Nó về hôm mà thứ hai rồi. Vấn đề mấy nay trời mưa bên kho á, mình không có đi lấy được á. Đây, hai kiện nha bạn. Một kiện ở trước nhà, còn mình bóc ra một kiện làm lại cái review cho các bạn thấy ha. Tổng cộng về được hai thùng và một mẫu. Một mẫu nó gửi cho mình nè. Thường thường á, bên đại lý á, là nó gửi một mẫu cho mình, có nghĩa là bên công ty á, khi mà bạn đã làm việc với bên đó rồi đó, có nghĩa là những cái mẫu mới sau này của WT thôi, thương hiệu T thôi, nó sẽ gửi mẫu trước cho mình. Đây là cái mẫu của nó, mẫu đó là nó dành cho cái tất cả các đại lý đều có hết đó nha, cho nên là đây là để quảng bá thương hiệu cho nó, cho nên cái mẫu này nó về, nhưng mà đáng lẽ cái mẫu này về trước. Nhưng mà không hiểu sao thì lúc mà sếp nhà kho đó cho nó đã xếp cùng về luôn, chứ thực tế con này đi trước 1 tuần 2 tuần rồi. Mình xin phép ha, đập hộp 1.28 đây trong hộp rồi đó, tính ra nó cũng bằng một găng tay ha. Đây các bạn thấy không, đây xe của nó 14 tuổi ha. Rồi, đây là đầu tiên luôn, mình đọc hộp cho các bạn luôn. Chứ thời trước giờ toàn là quảng cáo không, cái gì về là đã làm luôn ha. Rồi, xin phép. Rồi, con này chút thôi sao. Mình nghĩ cái mẫu nó cũng không có gì đặc biệt đâu. Mẫu nó dành cho tất cả các đại lý thì cũng không có gì đặc biệt hết. Khi mà bạn làm gì với WKO rồi, tất nhiên là họ sẽ hỗ trợ những vấn đề này. Và trên mặt về thương diện, về giá cả và những gì mình sắp tới mình sẽ tung ra. Đây, bắt đầu hôm nay mình khui thùng ha. Đây là mới luôn nè, chưa có lấy về. Hôm thứ hai lấy về đi và cái trên Facebook của mình. Đây. Như vậy nếu mà coi ra thì 2 4 6 6. Như vậy là mình là được 50. 50. 50 mà một thùng bình quân vậy chắc cũng được hai mươi mấy, 24. 24 vậy là hai cái kia là ha, một thùng kia là cũng giống như vậy rồi. Đây. Hàng ha. Cô ra cho các bạn coi. Bắt một con ha. Bình xưa. Vừa rồi. Này, mình bóc ra cho các bạn coi luôn ha. Mẫu thì hồi nãy nó gửi ra thì mình không cần thiết, mình để cho các bạn coi là mình đã có nguyên thùng. Đó. Rồi. Đây, con nho nho dễ thương không? Đó. Đây. Một sổ bút ha. Đó, cuốn sổ sạch với là tặng thêm một cái bộ gọi là nhông để các bạn, bởi vì á con này á theo nguyên lý các bạn chơi nhiều chắc nhưng nó sẽ bị mòn, và một thứ hai là dễ bị hư, cho nên họ tặng kèm cho các bạn những cái này họ kia cần ha. Đây tặng thêm một bộ, có nghĩa nó kèm theo đó, để các bạn có gì bị hư là thay theo thôi. Rồi, trong hộp không có vấn đề gì hết. Size này là 1.28, tính ra bằng 1 gần bàn tay thôi chứ không có xa lắm. Đắp đèn mất. Đây cho các bạn view lại một lần ha. À, của mình đó. Mình không thể test được tại vì cũng không có thời gian, bữa nào rảnh đi, mấy nay trời mưa quá sưng ướt không có test được cho các bạn biết. Đây rất là đẹp, bóng luôn. Nó có một cái nút kiểm nè, thấy chưa, để mình lấy ra luôn cho các bạn coi ha. Có một cái tay cầm của nó. Ha. Rồi, tay cầm của nó ha. Không có đèn hết. Ha. 4 cục pin A, 2A 1.0, vậy là 4 cục. Tay cầm thì cũng có gì thay đổi hết, tay cầm này. Nó có hai mẫu tay cầm, nhưng mà thường thường phiên bản nước ngoài nó chưa đặt vào tay cầm, còn tay cầm dạng kia thì mình cũng không biết, nhưng mà do yêu cầu thôi. Các bạn có yêu cầu về bên đó thì nó sẽ chuyển cho bạn. Và tiếp theo là cuối cùng là cái bạn xe. Bạn xe. Đây, gỡ ra ha, đều có chốt hết. Các bạn cứ gỡ ra, chốt gỡ ra. Xe ha, đây mình lấy ra rồi đó ha. Bằng kim loại ha, như cũ, có ớt mình lấy ra luôn. Rồi.
đây nó 4 miếng gà mình lấy ra đây. Đó bên trong ha, đó cục pin đó, không có vấn đề cục pin, có cục pin con motor này chắc cũng cũng thuộc lại là motor bao nhiêu ta, 2 6 10, dây đỏ nhớ dây đỏ, dây đen nhớ dây đen nha, nhiều người không chú ý là dễ bị nổ lắm ha, cái này dễ bị hư, nói chung là phải chú ý cục pin không biết còn không. Tạm thời test cho các bạn thấy ha. Đây lên cái này lên ha. Ha, bật nút nguồn đây ha. Đây bật nút nguồn đây nè, các bạn lên đèn thì nó lên đèn rồi đó. Rồi các bạn cứ test nó ha. Đó. Xem nó bắt tín hiệu nè, đèn chớp là nó đã bắt tín hiệu rồi. Không. Nè. Mình test thử nè. Đó, kêu không? Rồi. Ha, xin phép ha. Rồi xong ha. Rồi các bạn đem ra ngoài test test tại vì mình nè, đó dễ thương không? Rồi bỏ túi rất là gọn, nó chỉ bằng tính ra lòng bằng tay thôi. Ngon lành. Rồi mình xin phép bộ này hiện giờ là mình bán 1.050.000 ha. Tất cả 1.050.000. Đây. Giá rất là nhu cầu qua Shopee link hoặc là liên hệ trực tiếp bên fanpage của mình hoặc là fanpage của mình có hết nha. Rồi sắp tới còn vài mẫu về nữa ha. Rồi mình xin phép học.